thưa quý vị thực hiện phong trào phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi tham gia tốt công tác xã hội từ thiện xây dựng gia đình no ấm bình đẳng hạnh phúc nhiều gia đình đã biết vượt qua khó khăn dương lên làm kinh tế giỏi ổn định cuộc sống gia đình tích cực tham gia tốt công tác xã hội của địa phương điển hình gia đình chị Thiều Thị Thúy Loan ở ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế. Là một người phụ nữ nông thôn chất phát, cần cù, chị Loan cho biết khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng chị thỏa đầu rất khó khăn, thu nhập từ ngày nông chỉ đủ gia đình chị trang trải cuộc sống qua ngày. Nhìn thấy sự đeo bám của cái nghèo, chị đã trăn trở rất nhiều để làm sao vượt qua được khó khăn để dừng lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng bằng chính đôi tay của mình. Giới sẵn tay ngày mai đã có trước khi lập gia đình với mức thu nhập hàng tháng khoảng 5 triệu đồng. do chồng chị còn phải nuôi thêm hai con ăn học nên gặp nhiều khó khăn. Vào năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không những đời sống của gia đình chị mà tất cả người dân trên địa bàn thành phố đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều người không có việc làm thu nhập giảm. Nên chị rất mong muốn được có máy may để may tại nhà. Qua khảo sát, Hội liên hiệp phụ nữ xã Dĩnh Tế đã nắm bắt thông tin và biết chị Loan có nhu cầu hỗ trợ máy may để tạo việc làm tại nhà tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Với sự đồng lòng và chịu thương chịu khó, với số tiền tiết kiệm được và được hội phụ nữ xã giới thiệu hỗ trợ vốn, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mua máy may, mở cơ sở may gia công tại nhà. Đồng thời nhờ có quan biết các xí nghiệp công ty may nhận gia công ở thành phố, chị đã nhận đồ về may gia công, ăn theo sản phẩm tại cơ sở của mình. Đến nay, cơ sở may của chị đã tạo thu nhập cho 24 chị em với mức thu nhập ổn định từ 4 đến 5 triệu đồng trên tháng. Gia đình tôi có mở cơ sở mai vào năm 2017. Lúc đầu cơ sở mai chỉ có 3 đến 4 chị em tham gia. Hai vợ chồng tôi mới liên hệ với các đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác về mai gia công. Mỗi tháng tôi giao lên trên Sài Gòn là 10.000 sản phẩm giúp thu nhập ổn định cho các chị em. Nhờ thế mà đến nay cơ sở tôi đã có khoảng 10 đến 20 chị em tham gia mai gia công tại nhà Bên cạnh đó tôi cũng sắp xếp giữa công việc và gia đình Chăm lo và dạy dỗ tốt cho các con ăn học thành tài Để trở thành một người công dân tốt giúp ích cho xã hội Hàng ngày tuy bận rộn công việc nhưng vợ chồng chị luôn dành thời gian dạy dỗ các con, luôn hiếu thảo với ông bà, cha mẹ và học hành chăm chỉ. Hiện hai con của chị đã trưởng thành, người con trai lớn đang học tại Đại học Ngoại thương, con trai Úc đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa. Ngoài ra, gia đình chị luôn gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia đóng góp các quỹ an sinh xã hội do địa phương phát động có thể nói chị thiêu thị thí loan là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi xây dựng gia đình hạnh phúc chị đã góp phần tô thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn chịu thương chịu khó tích cực phát triển kinh tế xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc